Giá cà phê hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2023, cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg, cập nhật giá cà phê hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2023, giá cà phê trực tuyến, giá cà phê Tây Nguyên, cà phê Lâm Đồng, cà phê Kon Tum, cà phê nhân, cà phê Arica hôm nay ngày 28 tháng 7, giá cà phê trong nước ngày 28 tháng 7 năm 2023 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 200 đồng mỗi kg cao nhất ở mức 67.300 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà. Cà phê được thu mua với giá từ 66.500 đến 66.600 đồng mỗi kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum đứng ở mức giá 67.000 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đáng Lá hôm nay ở huyện Cương Bờ Ga giá cà phê hiện ở mức 67.000 đồng mỗi kg còn tại huyện IAH Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 67.100 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk nông, giá cà phê được thu mua với giá cao nhất là 67.300 đồng mỗi kg. Đối với giá cà phê thế giới, giá cà phê trên hai sàn có xu hướng trái chiều khi giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe tăng mạnh, còn giá cà phê Arabica trên sàn ICE US giảm nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất giá cà phê Robusta trên sàn Lâm Đơn Đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng 34 USD lên 2.673 USD mỗi tấn và kỳ hạn giao tháng 11 tăng 19 USD lên 2.499 USD mỗi tấn. Các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình. Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm 1,4 sen, còn 161,75 cent 3A và kỳ hạn giao tháng 12 giảm 1,2 cent xuống 162,0 cent 3 các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình. Theo chuyên gia, giá cà phê ở xu hướng trái chiều do tồn kho Robusta thế giới đang ở mức báo động trong thời gian qua. Ngoài ra, những lo ngại về việc phép công bố lãi suất sắp tới cũng khiến thị trường biến động. Báo cáo tồn kho Arabica đạt chuẩn trên sở ICE hiện ở mức 532.248 bao loại 60 kg, mức tồn kho thấp nhất được ghi nhận kể từ đầu tháng 2 năm 2023. Còn tồn kho Robusta đang biến động tại vùng thấp nhất trong vòng 7 năm với 53.510 tấn. Cùng với đó, việc xuất khẩu cà phê tương đối chậm tại Việt Nam, nhà cung cấp Robusta lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2023 vẫn tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá. Ước tính lượng cà phê xuất khẩu 6 tháng đầu năm của nước ta giảm 3% so với cùng kỳ năm 2022. Tại Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta số 1 thế giới, Tổng cục Hải quan Việt Nam mới đây cho biết, cả nước đã vận chuyển 31.607 tấn cà phê trong nửa đầu tháng 7, chỉ bằng 46% lượng cà phê xuất khẩu trong cùng kỳ tháng trước và thấp hơn 46% so với lượng hàng vận chuyển trong cùng kỳ năm trước hơn nữa lũy kế xuất khẩu cà phê từ đầu năm tính đến hết ngày 15 tháng 7 ở mức 1,4 triệu tấn giảm 3,78% so với mức 1,8 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2022 điều này làm gia tăng lo ngại do ngại nguồn cung cà phê ở mức thấp chuyên gia nhận định nếu giá cà phê xuất khẩu giữ nguyên ở mức cao thì cả năm 2023 ngành cà phê Việt Nam có thể vượt mốc kim ngạch 4 tỷ USD Cùng với nguồn cung khan hiếm và những lo ngại về thời tiết ảnh hưởng đến vụ mùa tới, thị trường thế giới tiếp tục gia tăng thu mua cà phê. Điều này sẽ giúp giá cà phê trong nước được dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới. Giá tiêu hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2023, nguồn cung giảm, giá tăng trở lại. Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2023, giá tiêu đá lắng, già lai, giá tiêu bà rịa, vũng tàu tăng hay giảm giá tiêu mới nhất ngày 28 tháng 7 thế nào, giá tiêu trong nước, giá tiêu hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2023 tại thị trường trong nước tăng 500 đồng kg sau nhiều phiên đi ngang. Theo đó, giá tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên được thương lái thu mua quanh mốc 67.000 đến 68.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá tiêu chư C, Gia Lai đang được thương lái thu mua ở mức 67.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Giá tiêu đá lá hôm nay và giá tiêu tại Đáng Đông tăng 500 đồng kg lên mức 68.000 đồng mỗi kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay cũng quay đầu giảm, hiện giá tiêu tại khu vực này đang được thu mua quanh mốc từ 68.000 đến 69.500 đồng mỗi kg. Theo đó, tại Đồng Nai, giá tiêu ở mốc 68.500 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Giá tiêu Bình Phước ở mức 69.000 đồng mỗi kg ngâm 500 đồng kg, giá tiêu bà rịa Vũng Tàu vẫn có giá cao nhất và hôm nay được thương lái thu mua ở mức 70.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Như vậy, sau nhiều phiên diên ngang, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước đã tăng trở lại. Giá tiêu thế giới hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2023 kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế, ABC nghiêm yết mức giá giảm với tiêu Indonesia, theo đó giá tiêu đen lam vùng Indonesia chốt tại 3.726 USD mỗi tấn, giảm 0,16%, giá tiêu trắng muôn to 6.451 USD mỗi tấn, giảm 0,17%, với các quốc gia còn lại, giá tiêu duy trì ổn định. Cụ thể giá tiêu đen Brazil Asta 570 ở mức 2.900 USD mỗi tấn, giá tiêu đen Chin, Malaysia Asta giữ mức 4.900 USD mỗi tấn giá tiêu trắng Malaysia Asta vẫn ở 7.300 USD mỗi tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.500 USD mỗi tấn với loại 500g mỗi eo, loại 550g eo mức 3.600 USD mỗi tấn, giá tiêu trắng ở mức 5.000 USD mỗi tấn. Theo các chuyên gia, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023, giá tiêu nội địa Malaysia hồi phục. Dự kiến sự hồi phục này sẽ tăng tốc vào nửa cuối năm 2023 khả năng giá tiêu tăng thêm 10% so với mức hiện tại, thậm chí 20%, sự phục hồi này do mở cửa lại biên giới, do dịch Covid bắt đầu dịu bớt, sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại biên giới, giá tiêu tăng vọt do nhu cầu tăng cao vì trong 2 năm đại dịch, Trung Quốc không nhập khẩu tiêu, tuy nhiên, giá bắt đầu giảm sau đó.